Halloween là một ngày lễ được tổ chức hàng năm vào ngày 31 tháng 10 và Halloween năm 2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 31 tháng 10. Truyền thống bắt nguồn từ lễ hội Samhain cổ đại của người Celtic, khi mọi người đốt lửa và mặc trang phục để xua đuổi ma. Vào thế kỷ thứ 8, giáo hoàng Gregory III đã chỉ định ngày 1 tháng 11 là thời điểm để tôn vinh tất cả các vị thánh. Chẳng bao lâu, ngày các thánh kết hợp một số truyền thống của Samhain. Buổi tối trước đó được biết đến với cái tên O'Halloween và sau đó là Halloween. Theo thời gian, Halloween đã phát triển thành một ngày của các hoạt động như chơi trò lừa bịp, thắp đèn lồng, tụ tập lễ hội, mặc trang phục và ăn uống. Nguồn gốc cổ xưa của Halloween. Nguồn gốc của Halloween bắt nguồn từ lễ hội cổ đại Samhain của người Celtic, phát âm là heo nái. Người Celt sống cách đây 2.000 năm, chủ yếu ở khu vực mà ngày nay là Ireland, Vương quốc Anh và miền Bắc nước Pháp, đã tổ chức năm mới vào ngày 1 tháng 11. Ngày này đánh dấu sự kết thúc của mùa hè và mùa màng và bắt đầu của mùa đông lạnh giá tăm tối, một thời điểm trong năm thường gắn liền với cái chết của con người. Người Celt tin rằng vào đêm trước năm mới, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết trở nên mờ nhạt. Vào đêm ngày 31 tháng 10, họ tổ chức lễ Samhain. Khi người ta tin rằng những hồn ma của người chết đã trở lại trái đất. Ngoài việc gây rắc rối và làm hư hại mùa màng, người Celt cho rằng sự hiện diện của các linh hồn ở thế giới khác khiến các druid hay các linh mục Celtic dễ dàng đưa ra dự đoán về tương lai. Đối với một dân tộc hoàn toàn phụ thuộc vào thế giới tự nhiên đầy biến động, những lời tiên tri này là nguồn an ủi quan trọng trong suốt mùa đông dài tăm tối. Để tưởng nhớ sự kiện này, Druid đã xây dựng những đống lửa thiêng khổng lồ, nơi người dân tụ tập để đốt cây trồng và vật nuôi làm vật hiến tế cho các vị thần Celtic. Trong lễ kỷ niệm, người Celt mặc trang phục thường bao gồm đầu và da động vật và cố gắng kể vận may cho nhau. Khi lễ kỷ niệm kết thúc, họ đốt lại những ngọn lửa mà họ đã dập tắt trước đó vào tối hôm đó từ ngọn lửa trại thiêng liêng để giúp bảo vệ họ trong mùa đông sắp tới. Đến năm 43 sau Công Nguyên, đế chế La Mã đã chinh phục phần lớn lãnh thổ của người Celt. Trong suốt 400 năm họ cai trị vùng đất Celtic, hai lễ hội có nguồn gốc từ La Mã đã được kết hợp với lễ kỷ niệm Samhain truyền thống của người Celtic. Đầu tiên là Feralia. Một ngày vào cuối tháng 10 khi người La Mã truyền thống tưởng niệm sự ra đi của người chết. Ngày thứ hai là một ngày để tôn vinh Pomona, nữ thần của trái cây và cây cối của người La Mã. Biểu tượng của Pomona là quả táo, và sự kết hợp của lễ kỷ niệm này vào Samhain có lẽ giải thích cho truyền thống nhấp nhô để tìm quả táo được thực hiện vào ngày Halloween. Ngày tất cả các vị thánh vào ngày 13 tháng 5 năm 609 sau Công Nguyên, giáo hoàng Boniface IV đã hiến tặng Pantheon in Rome in honor of all Christian martyrs. And the Catholic Feast of All Martyrs Day was established in the Western Church. Pope Gregory III later expanded the festival to include all saints as well as all martyrs. And moved the observance from May 13 to November 1. Đến thế kỷ thứ 9, ảnh hưởng của cơ đốc giáo đã lan rộng vào các vùng đất của người Celt, nơi đây dần dần hòa nhập và thay thế các nghi lễ cũ của người Celt. Vào năm 1000 sau Công Nguyên, nhà thờ đã tổ chức ngày tất cả các linh hồn vào ngày 2 tháng 11. Một ngày để tôn vinh những người đã khuất. Ngày nay, nhiều người tin rằng nhà thờ đang cố gắng thay thế lễ hội người chết của người Celtic bằng một ngày lễ liên quan được nhà thờ chấp thuận. Ngày tất cả các linh hồn được tổ chức tương tự như Samhain, với những đám cháy lớn, các cuộc diễu hành và mặc trang phục như các vị thánh, thiên thần và ác quỷ. Lễ kỷ niệm ngày các thánh còn được gọi là El Hallow hoặc El Hallow Mass, từ tiếng Trung Al Hallow Messi có nghĩa là ngày các thánh, và đêm trước đó, đêm truyền thống của Samhain trong tôn giáo Celt. Bắt đầu được gọi là El Hallow đêm giao thừa và cuối cùng là Halloween. Halloween đến Mỹ. Lễ Halloween cực kỳ hạn chế ở New England thuộc địa vì hệ thống tín ngưỡng tin lành cứng nhắc ở đó. Halloween phổ biến hơn nhiều ở Maryland và các thuộc địa phía Nam. Khi niềm tin và phong tục của các nhóm dân tộc châu Âu khác nhau và thổ dân da đỏ ở Mỹ kết nối với nhau, một phiên bản Halloween riêng biệt của người Mỹ bắt đầu xuất hiện. Những lễ kỷ niệm đầu tiên bao gồm tiệc vui chơi, là những sự kiện công cộng được tổ chức để ăn mừng vụ thu hoạch. Những người hàng xóm chia sẻ những câu chuyện về người chết, kể về vận may của nhau, nhảy múa và ca hát. Lễ hội Halloween thuộc địa cũng có kể những câu chuyện ma quái và các trò nghịch ngợm đủ loại. Vào giữa thế kỷ 19, các lễ hội mùa thu hàng năm đã trở nên phổ biến.
nhưng Halloween vẫn chưa được tổ chức ở khắp mọi nơi trên đất nước. Vào nửa sau của thế kỷ 19, nước Mỹ tràn ngập những người nhập cư mới. Những người nhập cư mới này, đặc biệt là hàng triệu người Ireland chạy trốn khỏi nạn đói khoai tây Ireland, đã giúp phổ biến lễ hội Halloween trên toàn quốc. Lịch sử của Trick or Treatment vay mượn từ truyền thống châu Âu. Người Mỹ bắt đầu mặc trang phục và đến từng nhà để xin thức ăn hoặc tiền. Một tập tục cuối cùng đã trở thành truyền thống lừa hoặc đãi ngày nay. Các phụ nữ trẻ tin rằng vào ngày Halloween, họ có thể thần thánh hóa tên hoặc diện mạo của người chồng tương lai bằng cách làm các thủ thuật với sợi, quả táo hoặc gương. Vào cuối những năm 1800, ở Mỹ đã có một động thái nhằm biến Halloween thành một ngày lễ thiên về sự gặp gỡ của cộng đồng và hàng xóm hơn là về ma, trò đùa và phép thuật phù thủy. Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, tiệc Halloween cho cả trẻ em và người lớn đã trở thành cách phổ biến nhất để kỷ niệm ngày này. Các bữa tiệc tập trung vào các trò chơi, thực phẩm của mùa và trang phục lễ hội. Báo chí và các nhà lãnh đạo cộng đồng khuyến khích các bậc cha mẹ loại bỏ bất cứ điều gì đáng sợ hoặc kỳ cục ra khỏi lễ hội Halloween. Vì những nỗ lực này, Halloween đã mất đi phần lớn âm hưởng mê tín và tôn giáo vào đầu thế kỷ 20. Tiệc Halloween đến những năm 1920 và 1930, Halloween đã trở thành một ngày lễ thế tục nhưng lấy cộng đồng làm trung tâm. Với các cuộc diễu hành và tiệc Halloween trên toàn thị trấn là trò giải trí nổi bật. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của nhiều trường học và cộng đồng, sự phá hoại bắt đầu hoành hành một số lễ kỷ niệm ở nhiều cộng đồng trong thời gian này. Vào những năm 1950, các nhà lãnh đạo thị trấn đã thành công trong việc hạn chế sự phá hoại và Halloween đã phát triển thành một ngày lễ chủ yếu hướng đến giới trẻ. Do số lượng trẻ nhỏ cao trong thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh ở độ tuổi 50, các đảng phái đã chuyển từ các trung tâm hành chính thị trấn vào lớp học hoặc nhà, nơi họ có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Từ năm 1920 đến năm 1950, thói quen lừa hoặc đối xử hàng thế kỷ cũng được hồi sinh. Trick or Treat là một cách tương đối rẻ tiền để cả một cộng đồng chia sẻ lễ hội Halloween. Về lý thuyết, các gia đình cũng có thể ngăn chặn các trò bịp bợm bằng cách cung cấp cho trẻ em hàng xóm những món ăn vặt. Do đó, một truyền thống mới của Mỹ đã ra đời và nó tiếp tục phát triển. Ngày nay, người Mỹ chi tiêu ước tính 6 tỷ đô la hàng năm cho Halloween, khiến đây là ngày lễ thương mại lớn thứ hai của đất nước sau Giáng sinh. Phim Halloween nói về thành công thương mại. Halloween đáng sợ movie has a long history of being box office hit. Classic Halloween movie include the Halloween franchise, based on the 1978 original film directed by John Carpenter and starring Donald Pleasence, Nick Castle, Jamie Lee Curtis and Tony Moran. In Halloween, a young boy named Michael Myers murders his 17-year-old sister and is committed to jail only to escape as a teen on Halloween night and seek out his old home and a new target. Được coi là một bộ phim kinh dị kinh điển với phần nhạc nền ma quái của nó, nó đã truyền cảm hứng cho 11 bộ phim khác trong loạt phim và những bộ phim về kẻ giết người khác như Scream, Nightmare on Elm Street và Friday the 13. Phần tiếp theo trực tiếp của Halloween gốc được phát hành vào năm 2018 với sự tham gia của Jamie Lee Curtis và Nick Castle. Những bộ phim Halloween thân thiện với gia đình hơn bao gồm Hocus Pocus, The Nightmare Before Christmas, Beetlejuice và It's the Great Pumpkin, Charlie Brown. Ô sâu dây và sâu các truyền thống lừa hoặc trị Halloween của người Mỹ có lẽ bắt nguồn từ các cuộc diễu hành đầu ngày tất cả các linh hồn ở Anh. Trong lễ hội, những người dân nghèo sẽ đi xin ăn và các gia đình sẽ cho họ bánh ngọt gọi là bánh linh hồn để đáp lại lời hứa cầu nguyện cho những người thân đã khuất của gia đình. Việc phân phát bánh linh hồn được nhà thờ khuyến khích như một cách để thay thế tập tục cổ xưa là để lại thức ăn và rượu cho các linh hồn đi lang thang. Thực hành được gọi là đi ăn vặt, cuối cùng đã được thực hiện bởi những đứa trẻ đến thăm những ngôi nhà trong khu phố của chúng và được cho bia, thức ăn và tiền bạc. Truyền thống hóa trang cho Halloween có cả nguồn gốc từ châu Âu và Celtic. Hàng trăm năm trước, mùa đông là thời điểm bất định và đáng sợ. Nguồn cung cấp lương thực thường cạn kiệt và đối với nhiều người sợ bóng tối, những ngày đông ngắn ngủi đầy lo lắng thường trực. Vào ngày lễ Halloween, khi hay tin ma trở lại trần gian, người ta cho rằng sẽ gặp ma nếu bỏ nhà ra đi. Để tránh bị những hồn ma này nhận ra, mọi người sẽ đeo mặt nạ khi rời khỏi nhà sau khi trời tối để những hồn ma nhầm họ với những linh hồn đồng loại.
vào ngày Halloween để xua đuổi ma khỏi ngôi nhà của họ. Mọi người sẽ đặt những bát thức ăn bên ngoài nhà của họ để xoa dịu những con ma và ngăn chúng cố gắng xâm nhập. Mèo đen và bóng ma Halloween luôn là một ngày lễ đầy bí ẩn, ma thuật và mê tín. Nó bắt đầu như một lễ hội cuối mùa hè của người Celt. Trong đó mọi người cảm thấy đặc biệt gần gũi với những người thân và bạn bè đã khuất. Đối với những linh hồn thân thiện này, họ đặt ở bàn ăn tối, để đồ ăn trước cửa nhà và dọc theo con đường và thắp nến để giúp những người thân yêu tìm đường trở lại thế giới linh hồn. Những con ma Halloween ngày nay thường được miêu tả là đáng sợ và ác độc hơn. Đồng thời những phong tục và mê tín dị đoan của chúng ta cũng đáng sợ hơn. Chúng tôi tránh đi qua những con đường có mèo đen, sợ rằng chúng có thể mang lại cho chúng tôi những điều không may mắn. Ý tưởng này bắt nguồn từ thời Trung Cổ, khi nhiều người tin rằng phù thủy tránh bị phát hiện bằng cách biến mình thành mèo đen. Chúng tôi cố gắng không đi bộ dưới thang vì lý do tương tự. Sự mê tín này có thể xuất phát từ những người Ai Cập cổ đại. Những người tin rằng hình tam giác là linh thiêng, nó cũng có thể liên quan đến thực tế là đi bộ dưới một chiếc thang nghiêng có xu hướng khá không an toàn. Và đặc biệt là trong dịp lễ Halloween, chúng ta cố gắng tránh làm vỡ gương, dẫm lên vết nứt trên đường hoặc làm đổ muối. Làm mai mối Halloween và các nghi lễ ít được biết đến hơn, nhưng còn những truyền thống và niềm tin Halloween mà những kẻ lừa tình ngày nay đã quên hết thì sao? Nhiều nghi lễ lỗi thời này tập trung vào tương lai thay vì quá khứ và người sống thay vì người chết. Đặc biệt, nhiều người đã phải làm với việc giúp các phụ nữ trẻ xác định người chồng tương lai của họ và trấn an họ rằng một ngày nào đó họ sẽ kết hôn với may mắn vào dịp Halloween tới. Ở Ireland vào thế kỷ 18, một đầu bếp mai mối có thể chôn chiếc nhẫn vào khoai tây nghiền của cô ấy vào đêm Halloween với hy vọng mang lại tình yêu đích thực cho thực khách đã tìm thấy nó. Ở Scotland, các thầy bói khuyên một phụ nữ trẻ đủ điều kiện đặt tên hạt phỉ cho mỗi người cầu hôn của mình và sau đó ném hạt vào lò sưởi. Cái hạt cháy thành cho chứ không nổ tung hay nổ tung. Câu chuyện đại diện cho người chồng tương lai của cô gái. Trong một số phiên bản của truyền thuyết này, điều ngược lại đã đúng. Quả hạch bị cháy đi tượng trưng cho một tình yêu không bền vững. Một câu chuyện khác kể rằng nếu một phụ nữ trẻ ăn một món pha chế có đường làm từ quả óc chó, quả phỉ và hạt nhục đậu khấu trước khi đi ngủ vào đêm Halloween, cô ấy sẽ mơ về người chồng tương lai của mình. Những phụ nữ trẻ ném vỏ táo qua vai, hy vọng rằng vỏ sẽ rơi xuống sàn theo hình chữ cái đầu của người chồng tương lai của họ. Cố gắng tìm hiểu về tương lai của họ bằng cách nhìn vào lòng đỏ trứng nổi trong bát nước và đứng trước gương trong phòng tối cầm nến và nhìn qua vai để tìm khuôn mặt của chồng. Các nghi lễ khác cạnh tranh hơn. Trong một số bữa tiệc Halloween, vị khách đầu tiên tìm thấy một quả táo trong chuyến săn hạt rẻ sẽ là người đầu tiên kết hôn. Ở những nơi khác, chiếc táo bóp bơ thành công đầu tiên sẽ là chiếc đầu tiên trên lối đi. Tất nhiên, cho dù chúng ta đang yêu cầu những lời khuyên lãng mạn hay cố gắng tránh 7 năm xui xẻo, mỗi một trong những điều mê tín Halloween này đều dựa vào thiện chí của chính những linh hồn mà sự hiện diện của những người Celt đầu tiên cảm thấy rất quan tâm. Oh, my God.